vì muốn nhận được tiền trợ cấp mà cô gái đã mang người bà đã qua đời của mình cho vào tủ lạnh đóng cứng lại. Put Kramer in the Freezer là bộ phim mà Tofu muốn mang đến cho mọi người ngày hôm nay. Claudia là một nhà phục chế nghệ thuật. Cô ấy cùng với hai người chị em cùng nhau mở một công ty về phục chế nghệ thuật. Cơ quan hành chính tìm công ty của Claudia để nhờ họ giúp khôi phục một tác phẩm nghệ thuật, nhưng lúc thanh toán phải thông qua rất nhiều thủ tục và số tiền này sẽ kéo dài một năm. Công ty của Claudia không còn đủ tiền xoay sở, nếu tiếp tục như vậy sẽ nhanh chóng phá sản. Cô muốn thu hút sự chú ý của mọi người với công ty cô nên đã tới bảo tàng cùng với một bình xịt và đe dọa phá hủy một bức tranh nổi tiếng. Cô ấy gọi phóng viên đến, dự tính sẽ dựa vào chuyện này để thu hút sự chú ý của họ. Nhưng khi cô vừa nói được một nửa thì Claudia nhận được cuộc gọi từ bà ngoại. Bà nói cô hãy nhanh chóng đến chỗ bà, không đến không được, khiến Claudia phải nhanh chóng quay trở về nhà. Nếu không nhờ tiền trợ cấp của bà trong thời gian này, Claudia đã sớm không trụ nổi. Khi cô ấy trở về nhà, thấy bà đang nằm trên giường, bà không lâu nữa sẽ qua đời. Bà chỉ sợ sau khi bà chết rồi thì Claudia sẽ phá sản, trở thành một người nghèo đói. Claudia nhìn bà vẫn đùa cô được, vậy thì cũng không có gì đáng lo. Cô tính ra ngoài mua chút gì đó cho bà ăn. Bà cô nói bà cũng muốn ăn một bữa cuối cùng, món súp thịt bò Hungary. Claudia cười rồi nói vâng ạ. Thế nhưng cô vừa quay đầu, đèn trong phòng đột nhiên vụt tắt, bà ngoại qua đời rồi. Claudia rất đau lòng, thế nhưng vấn đề phá sản của công ty cũng không thể không đối mặt. Chị em cô đề nghị mang bà ngoại đông lạnh trong tủ lạnh để tiếp tục nhận lương hưu, chỉ cần tiền về tài khoản là được. Claudia nghe thấy vậy lập tức từ chối. Thế nhưng hai chị em của cô nói, bây giờ đưa bà vào nghĩa trang thì bà sẽ cô đơn một mình. Vậy để bà trong nhà không phải tốt hơn sao? Lúc đó thời gian mà Claudia ở bên cạnh bà cũng sẽ lâu hơn. Claudia suy nghĩ một lúc, cũng bị mấy lời nói đó làm cho lung lay. Họ mang xác bà đặt vào tủ đông, rồi phủ đồ lên người bà để che giấu. Tủ đông trong nhà bỗng chốc trở thành nơi thờ cúng của bà ngoại. Ngày thứ hai, Claudia ra khỏi nhà để vay tiền, nhưng không ngờ nhân viên bộ phận không muốn cho cô vay, còn dọa cô ấy phải hối lộ cho ông ta, thì ông ta mới ký cho cô. Đúng lúc này, bộ giáp bên cạnh cô di chuyển tới, đến bắt tên nhân viên khó chịu kia. Hóa ra trong bộ giáp đó chính là cảnh sát trưởng cục thuế. Anh ta vừa mới ly hôn vợ nên đã dành tất cả thời gian này cho công việc. Sau khi cởi bỏ bộ giáp, anh ta còn giả là mục sư để bắt một băng nhóm cưới xin, có khi thì giả là một giảng viên đi giết băng đảng MLM. Cấp dưới của anh ta rất không hài lòng về việc này, bởi vì họ làm cùng một phòng ban, lúc nào họ cũng bị gọi tăng ca. Lần này khi bắt những công nhân tham nhũng, cảnh sát trưởng có lòng tốt giúp Claudia, nhưng Claudia lại muốn ký vào tờ giấy nên đã giằng co với họ, không cẩn thận đã đẩy anh một cái, cảnh sát trưởng bị thương phải đưa vào bệnh viện. Claudia bị kiện vì tội làm nhân viên công chức bị thương. Để bác bỏ khiếu nại, cô ấy đã đến bệnh viện gặp anh cảnh sát trưởng. Cô ấy nói vì muốn giải quyết nợ riêng nên mới đến đó, không ngờ anh lại xuất hiện. Cô ấy thực sự không cố ý làm anh bị ngã. Sau khi nghe những lời phàn nàn của Claudia, cảnh sát trưởng quyết định rút lại đơn kiện cô. Hai người cấp dưới bên ngoài xem vở kịch của bọn họ cũng muốn vào góp vui. Điều này có nghĩa là họ không phải tăng ca. Cấp dưới nói với cảnh sát trưởng, tiền lương hưu của bà ngoại Claudia có nhiều điều bất thường cần phải tiến hành điều tra, nhưng cảnh sát trưởng lại cảm thấy điều này là không có khả năng. Anh cầm tập hồ sơ về cô, mới nhìn thấy hình cô, anh đã nở nụ cười. Mồ hôi đổ ra, đầu óc thì toàn hình bóng cô. Thế nhưng sau khi cùng ly với cấp dưới, anh ta đến bấm chuông nhà Claudia. Claudia biết cảnh sát trưởng đến, vội vã nói to mình đang bận. Cô ấy sợ chuyện bà ngoại đã mất sẽ bị phát hiện. Hai người cách một cánh cửa đều căng thẳng không yên. Sau khi lấy lại bình tĩnh, Claudia mở cửa ra, mời cảnh sát trưởng vào trong. Cảnh sát trưởng nói anh đến đây để điều tra về vấn đề lương hưu của bà ngoại. Claudia hoảng hốt nói bà ngoại đã đi ra ngoài. Cảnh sát trưởng vì nhìn thấy Claudia nên căng thẳng. Sự thật thì anh chẳng nghe được cô nói gì, liền quay về và nói được rồi. Sau đó anh vội vã rời đi. Cấp dưới biết anh ấy đã đến tìm người, anh ta thấy việc làm của cảnh sát trưởng là không đúng. Điều này sẽ khiến Claudia cảm thấy mình là nghi phạm. Anh nên mời cô ấy dùng bữa tối. Cảnh sát trưởng chú ý đến lời khuyên của cấp dưới, lại một lần nữa đến nhà Claudia. Nhưng lúc này Claudia vừa cùng với hai chị em đưa bà ngoại ra ngoài để trả đông. Nghe thấy cảnh sát trưởng đến, cô vội vàng xử lý hiện trường. Cảnh sát trưởng còn tưởng là bà ngoại cô đang chơi bài cùng với hai chị em kia. Claudia sợ cảnh sát trưởng sẽ nhận ra, Claudia vội vàng dẫn anh lên phòng mình. Cảnh sát nói muốn mời Claudia đi ăn. Claudia nghe thấy vậy cô rất vui, vì đây là đúng cơ hội để không bị phát hiện. Claudia cùng cảnh sát trưởng đi ra khỏi nhà. Cảnh sát trưởng là một người rất nhàm chán, trên cả quãng đường chỉ nói về công việc của mình. Điều này khiến Claudia thực sự rất chán. Thế nhưng vì không muốn chuyện của bà ngoại bị phát hiện nên Claudia đành phải hợp tác và tiếp tục hẹn hò với anh ấy. Lúc đưa Claudia trở về thì trong nhà cô lại bị mất điện. Claudia nhìn thấy cảnh sát trưởng soi đèn vào tủ lạnh để xem đồ ăn trong đó đã để bao lâu. Điều này khiến Claudia chết lặng. Cô ấy nhanh trí dùng mỹ nhân kế để lừa anh, nói mình thực ra rất thích anh, bây giờ mới có cơ hội để thổ lộ. Cảnh sát trưởng liền tin những lời của Claudia.
nhưng thực chất cô không hề yêu anh ta, càng không muốn gặp anh ta một chút nào. Hai chị em kia khuyên, hãy nghĩ cách để anh ta chủ động bỏ rơi cô. Claudia nghe xong lời khuyên của chị em. Trong lần hẹn hò tiếp theo, cô giả vờ mình bị tâm thần phân liệt. Cảnh sát trưởng thực sự hoảng sợ và rời đi sau cuộc hẹn hò. Lần này Claudia có thể tiếp tục chôn cất thi thể của bà ngoại rồi. Ngày thứ hai, cô cùng hai chị em kia dự tính sẽ chôn cất thi thể bà ngoại ở một nơi hoang vu, nhưng đúng lúc này lại bị xe của ông nội chặn lại. Vì rất lâu rồi ông không thấy bà ngoại ra khỏi nhà, ông ấy nghi ngờ nên đã sớm đợi ở đây từ lâu. Ông ấy nói 5 tiếng nữa không thấy bà ngoại của Claudia đâu nữa thì ông sẽ gọi cảnh sát. Claudia chỉ có thể đóng giả làm bà ngoại để gặp ông nội một lần. Thì ra ông nội thích bà ngoại. Ông nói với bà ngoại vợ ông đã qua đời rồi, hai người có thể ở bên nhau. Claudia để không bị lộ, sau khi nói hai câu liền đẩy ông nội ra ngoài. Vừa đưa ông nội ra ngoài thì cảnh sát trưởng lại đến. Anh ta tưởng rằng người trong phòng là bà ngoại của Claudia. Sau đó cùng với cô nói chuyện, anh biết rằng Claudia đang giả vờ bị tâm thần phân liệt, chính là đang muốn kiểm tra anh ta. Nhưng anh ta sẽ không bỏ chạy mà nguyện ý bảo vệ cô. Claudia nghe thấy vậy rất cảm động. Cô chạy đến nhà kho tháo bộ đồ cải trang ra, gặp cảnh sát trưởng trong khuôn mặt chân thật nhất. Hai người xác nhận mối quan hệ, còn cùng nhau đi picnic. Quan hệ giữa họ càng trở nên gắn bó hơn. Thế nhưng Claudia cũng biết cảnh sát trưởng và vợ cũ ly hôn. Lý do là cô vợ đã trốn thuế bất hợp pháp. Điều này làm trong lòng của Claudia rất hỗn độn. Thi thể của bà ngoại vẫn còn ở trong tủ lạnh. Không lẽ Claudia sẽ bị chính người mình yêu bắt sao? Nhưng trong kỳ nghỉ của hai người, Claudia đã mang thai đứa con của anh ta. Cô ấy nhất định phải nhanh chóng chôn cất thi thể của bà ngoại. Nhưng lần này lại bị ông nội cản tiếp. Claudia không thể quản được nhiều việc như thế, vội vàng lái xe xuất phát. Thế nhưng đi được nửa đường, bọn họ lại gặp nhóm của cảnh sát trưởng. Thi thể của bà ngoại vẫn đang ở sau xe. Tất cả vừa mới bắt đầu đã kết thúc rồi. Cảnh sát trưởng mở cánh cửa ra một cách tuyệt vọng. Nhưng bên trong trống không. Thì ra trong lúc vội vã lái xe, thi thể bà ngoại đã bị rơi ra ngoài. Chiếc xe lăn đến một lùm cây, đã bị ông nội nhìn thấy. Ông nội bước từng bước đến, nhìn thấy bà ngoại đã qua đời. Bệnh đầu tiên của ông cũng bộc phát. Trước khi qua đời, ông đã báo cảnh sát. Đợi đến lúc Claudia và hai chị em tìm ra thi thể, thì nhìn thấy cảnh tượng hai người già chết bên cạnh nhau. Bây giờ thì hay rồi, phải xử lý cả hai thi thể. Sau khi họ kéo thi thể ông nội ra ngoài, thì thi thể của bà ngoại không thấy đâu nữa. Cảnh sát đến nơi thì không phát hiện ra điều gì, chỉ mang thi thể ông nội đi. Claudia trở về sau một ngày sóng gió, thì nhìn thấy bà ngoại đang nằm trên giường. Thì ra tất cả điều này đều do cảnh sát trưởng làm. Anh đã sớm phát hiện ra, Claudia đang bí mật giấu thi thể bà ngoại. Anh muốn bảo vệ Claudia và đứa con trong bụng cô ấy. Claudia lại một lần nữa cảm động trước hành động của anh. Bọn họ quyết định sẽ tiếp tục để bà ngoại trong tủ đông. Bởi vì kết hôn sinh con tốn rất nhiều tiền, có thể kiếm thêm tiền trợ cấp là một ý kiến không tệ. Bộ phim đến đây cũng hết rồi. Put Grandma in the Freezer là bộ phim châm biếm một số hiện tượng trong cuộc sống một cách hài hước. Cái kết lại là tiếp tục những hành vi phi lý, khá là thực tế và hài hước. Nếu bạn là Claudia, liệu bạn có làm như cô ấy? Hãy comment bên dưới nhé. Tofu xin chào và hẹn gặp lại.